mình sẽ lên trên lầu, mình quay clip lại, mình gửi tiền cho mẹ của mình. Hôm bữa quay clip nói là ngày của mẹ sẽ tặng cho mẹ mình tiền với mẹ vợ mình tiền. Mà anh nhận chưa? Bây giờ sẵn tiện đây thì là để em chuyển tiền cho mẹ em trước. Xong rồi mẹ anh ngủ chưa? Chưa đâu. Trời ơi, ngủ mà đưa tiền là không ngủ được. Em chuyển tiền nha. Chuyển đi. Từ từ, chắc chị ấy sẽ bị bất ngờ đây. Nhớ là chuyển. Nội dung gì? Nội dung là tiếng luật gửi tặng mẹ vợ. Trời ơi, cái nội dung gì sớm quá vậy? Rồi mẹ em sẽ nói là mẹ hy vọng ngày nào cũng là ngày của mẹ. Ok. Giao dịch thành công nha. Rồi. Ok, bây giờ chuẩn bị lên trên đó. Bây giờ ở đây là cũng tối rồi đó mọi người. Cho nên là nhiều người cũng để ngủ trưa. Mình phải từ từ. ngày của mẹ trời. Tặng hôm bữa hứa tặng là tặng chứ không phải là hứa suông trên Facebook. Đẹp rồi, đẹp gái lắm rồi. Cái này tặng ít tiền mãi hạnh phúc. Quá cỡ. Rồi vậy rồi, ngon rồi, ngon rồi. Nghe. Đúng uy tín rồi đó, ngon nghe. Rồi. Mẹ dưới chắc cũng ngon luôn à. Vui, chị Kim Anh vui rồi. Cười đi gớm. Bây giờ đã chuyển tiền cho chị ấy rồi, bây giờ mình gọi điện thoại, mình báo cho chị ấy. Giờ này nếu mà chị ấy ngủ á, thì chị ấy sẽ chửi mình. Sẽ chửi mình, nói là giờ này tại sao gọi điện thoại, làm hết hồn. Để luôn nha, họ chửi, chửi gì để luôn. Quá. Thôi, sao? Để luôn mới vui. Chị ấy chửi đó. Để luôn đi. Bữa mình lỡ nói mẹ mình hiền rồi. Trời ơi, mẹ mình hiền hay không mình biết mà. Hồi hộp quá sợ đi chửi. Hy vọng con với mẹ có thần giao cách cảm, mẹ sẽ không chửi con nha mẹ nha. Alo. Mẹ hả? Ừ. Mẹ ngủ chưa? Trời ơi, sao nói chuyện cọc lóc vậy trời. Đây nè, có anh Đị làm sát của anh Nghĩa nè. À, thì ra hôm nay có anh Đị dưới cho nên giờ này chưa ngủ. Chị Bảy, ngày mai là ngày 10 tháng 5 á, là ngày của mẹ. Em mới chuyển xuống cho chị Bảy 10 triệu ở nhà, giữ đúng lời hứa nha chị Bảy nha. Hôm nay mẹ không có chửi ha, con nói là trời ơi, giờ này gọi điện thoại có khi nào bị chửi không trời. Ai ngờ hôm nay sao tự nhiên hiền từ á chị Bảy. Giờ này con chưa ngủ hả? Alo. Dạ. Sao giờ này con chưa ngủ? Dạ. Sao giờ này con chưa ngủ? Tại vì con đang nghe mẹ nói chuyện với bà ngoại, con muốn nói chuyện. Hôm nay có chơi điện tử không? Dạ. Hôm nay con có chơi điện tử không? Dạ con chơi điện tử ít. Ít là bao nhiêu? Giảm xuống thêm 10%. Ok, 15 phút thì được nha.
Thank you.